Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Eli Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714-787-9362 Hai bánh xó sực mập Muffin with Eggs chỉ có 5 đồng 50 cent tại McDonald's Giá cả và địa điểm có thể khác nhau giá bình thường nếu mua một cái Cảm ơn quý vị vẫn như làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng như với Lê Thái. Có một câu hỏi Lê Thái đặt cho quý vị cũng như là chị Như Huyền. Nếu như mà chúng ta trúng với số, chúng ta trở thành một tỷ phú, chúng ta trở thành một triệu phú, thì ngoài cái việc mà chỉ à, chị muốn phân phát tài sản, chị muốn xài số tiền, chị muốn mua cái gì, chị muốn làm gì cũng được. Rồi sau đó, chị dùng cái số tiền hoặc là chị dùng gọi là cái nền tảng mà tỷ phú của mình đó, chị làm những cái công việc nào thí dụ như là thì chị đưa ra một cái, cái cái dẫn chứng nào nhỏ nhỏ thôi thí dụ là đi chơi chỗ nào đó hoặc là đi đến tham quan một cái chỗ nào đó hay chị làm cái công việc gì đó mà chị thích luôn chị nói đi chị không có những làm những điều làm những điều mà mình mơ ước mình không có làm được mình không đủ tiền mình làm được ví dụ coi cái thứ nhất là mình đừng nói mà... cưới thêm chồng nha <laughs> lê thái rồi bảo vô trong miệng của nhi huyện trước chưa kịp nói là đã nói <laughs> Chồng thôi chị nói đi chị nói đi đi du lịch đi chơi Ồ, hoặc nha. là cho tiền những với người mà họ kém may mắn nữa đúng dạ. không, dạ. không? nói về những người kém may mắn thì trên thế giới này nhiều nhưng quý vị cho không biết bao nhiêu cho đủ đó. Trước mắt là cho à. cho Lê Thái trước người em người em dễ thương của mình <laughs> à, mơ ước xa xôi thôi quý vị. À, nói về chúng ta mà trở thành một người tỷ phú rồi thì để mà chúng ta sử dụng cái số tiền của chúng ta hoạt động hay chúng ta làm gì đó thì đó là quyền của mỗi người đúng không quý vị? Nhưng mà à, một số người người ta rất là giàu có người ta có những cái sở thích rất là kỳ lạ ừ. người ta có những cái ham muốn rất là kỳ lạ ví dụ như trong cái vụ mà vừa rồi nổ cái tàu ngầm thì à. chúng ta thấy là ở trên cái tàu ngầm ở Hoa Kỳ chúng ta có rất là nhiều những tỷ phú à. uh, ở trong đó bị mất mạng thôi quý vị uh, người ta không biết làm gì cả người ta tất cả những cái thứ vui trên thế giới này người ta đã bỏ tiền người ta đã vào hết rồi đã chơi hết rồi đã biết hết rồi thành ra người ta chỉ tìm đến những cái thú vui gọi là có thú vui nguy hiểm hoặc là những cái thú vui Lạ mà luôn. tất cả những người nào mà bình thường người ta không có thì người ta mới thử thử mới tay dây mới thử thì à, ở trên mạng thì quý vị thấy hình ảnh một cái người này thì quý vị mà khi lê thái đưa đến hình ảnh này thì chắc chắn là cũng rất là nhiều người ta biết đây là một cái vị tỷ phú ông tên là Rin, à, rem chai ông là một trong những chủ tập đoàn phát triển ở Thái Lan, rất là nổi tiếng, Thái Lan và Ý luôn. Và đây là một trong những cái người quyền lực nhất đứng sau các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Thái Lan như là tàu cao tốc ở trên cao ở Bangkok nè và cái sân bay Suvarnabhumi mà trong chúng ta đi Thái Lan chúng ta biết cái sân bay này rất là lớn. Ông cũng nằm trong danh sách là 50 người giàu nhất Thái Lan của tạp chí Forbes năm 2016 với khối tài sản ròng ước tính là 630 triệu Mỹ Kim ông cũng là trùm xây dựng thái lan à, và Ramchai. ông bị bắt vào năm 2018 thưa quý vị là cách đây 5 năm trước vì tội săn trộm động vật hoang dã đây là một cái tội mà chúng ta thấy rằng nó không đáng dành cho một cái người mà gọi là giàu có à, chúng ta biết chúng ta kiếm tiền được chúng ta kinh doanh được mà chúng ta lại bị bắt về cái tội này thì lê thái thiết nghĩ ra, ông ông quá dở đúng không không hiểu được là cái sở thích của ông như thế nào và cũng có tin vui ngày hôm nay là ông được ra tù cách đây khoảng chừng 2 ngày. hai ngày thôi, ông được ra trụ tù sớm một năm vì cải tạo tốt thưa quý vị. Và Remchai không bị yêu cầu là đeo vòng theo dõi ở mắt cá chân giống như trong những cái tội phạm khác khi mà bắn săn bắn động vật hoang dã. Và gần đây ông đã phẫu thuật chân liên quan đến bệnh tiểu đường mà ông đã gặp ở trong lúc quá trình mà ông thụ án. Và cái bản án của vị triệu phú này hết hạn vào ngày tháng 2 năm 2025. Nhưng Ramchai đã bị bắt hồi tháng 2 năm 2018. Thành ra khi giới chức mà khu bảo tồn động vật hoang dã là Thunjai Naresuan á, thì người ta bắt ông. Thì ở đây đây là một trong những cái tỉnh ở miền trung Thái Lan người ta phát hiện ở nơi ông cắm trại có rất là nhiều súng và xác những cái động vật hoang dã nó la liệt ở trong đó bao gồm là một cái con gà lôi calic một cái con hoảng đỏ cùng một cái bộ da con báo đen tại khu cắm trại của ông và cái triệu phú người Thái Lan này cũng thất bại trong cái lần kháng cáo cuối cùng hồi tháng 12 năm 2021 vừa qua và bị kết án là 3 năm 2 tháng với ba cáo buộc liên quan đến tội là săn trộm động vật hoang dã. Và cái vụ án này cũng kéo dài nhiều năm của ông Franchai gây phẫn nộ với dân chúng Thái Lan. Họ chỉ trích ông đã hưởng đặc quyền của giới thượng lưu thành ra là cái án của ông quá ít so với những cái người cùng yeah. đó mà phạm tội. Và sau khi mà thủ thủ án xong đó thì tổ chức bảo tồn động vật uh, thiên nhiên tại Thái Lan nói rằng là đó là một cái chiến thắng cho động vật hoang dã và pháp quyền tại Thái Lan. Chúng ta thấy rằng không phải là anh có tiền là anh có quyền yeah. đây là một trong những cái minh chứng là chúng ta thấy rằng đây là một chiến thắng của tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại thái lan cũng như là của cả thế giới người ta phải làm trạch rồi và cho ra lẽ không phải là anh là triệu phú anh là tỷ phú yeah. anh có tiền anh có thể bịt miệng bưng bít để mà anh có thể chạy án được nhưng anh vẫn phải thủ án như người ta 5 năm đây là con số quá đắt tại vì ông đã bị bắt trước đó hai năm rồi thành ra ông ra 3 năm mà ra sớm được 1 năm thôi thành wow. ra cũng rất là đỡ cho Cũng ừ là đáng cho ông làm cái những cái điều đó cảm ông. ơn lê thái để tiếp nối cái chương trình của Lê Thái mà nói về hồi nãy hỏi như Huyền rằng nếu chúng số làm cái gì đó thưa quý vị và như hỏi Lê Thái với là quý vị có quý vị nào quý vị nào và Lê Thái có mơ ước là một ngày nào đó mình trở về thăm trường của mình mà đi lên một chiếc xe trực thăng uh, lên từ, xe, chiếc, xe từ thăng oh, chiếc xe trực thăng Ồ chiếc xe trực thăng mấy bay trực thăng thưa quý vị một oh, chiếc xe sorry quý vị. <laughs> Cảm ơn Lê Thái. Dạ, mình... chập nói lộn. bình dạ, Dễ nói lộn lắm thưa quý vị. Uh, nhưng mà đi xuống bằng chiếc máy bay trực thăng đi xuống một cái bãi lớn của trường như vậy có bây giờ ước mơ như vậy không nhìn thấy iPhone có phạm tư có quý vị để để làm gì để đi mình... thăm trường cũ thôi để gọi là, gọi tới gọi là thăm, thăm trường giờ cũ tương, giờ gọi là tương quay dắt hóa gì đó <laughs> Show up. <laughs> nói chơi thôi cái câu chuyện ngày hôm nay như là đến cho quý vị không phải là show off thưa quý vị một cô gái 39 tuổi đã trở lại thăm trường học của mình bằng chiếc máy trực thăng à. nhưng mà chiếc uh, xe trực thăng uh, máy bay trực thăng này là do cô ta điều khiển và những chiếc máy bay trực thăng này đã từng đi cứu nạn những uh, cái khu vực cháy ở Maui, Hawaii đó thưa quý vị rất là nhiều. Thì đó là ai? thì Ngày hôm nay đó là uh, Nico Petos 39 tuổi vào tuần trước đã hạ cánh xuống khuôn viên trường học Northwest bằng cách sử dụng một chiếc trực thăng mượn từ một trong những cái khu địa phương mà cô ta làm tức là cái khu nơi mà cô ta operate những cái chiếc trực thăng ngày năm nay. Và cái đội thành lập cái cái máy trực thăng, à, chiếc xe à, máy bay trực thăng này đó là Rainbow Helicopter ở Honolulu, Hawaii, thưa quý vị. Và đội máy bay bao gồm 8 chiếc máy bay trực thăng. Công ty Barrel chuyên tham quan trực tiếp và nó có khối lượng lớn, thuê tàu người ta có thể thuê, thuê nó và đi tới những cái khu vực rất là nhiều khu vực khác nhau từ trụ sở chính của sân bay quốc tế Honolulu, Rainbow vào ngày 9 tháng 8 vừa rồi, Rainbow Helicopter đã được gọi để mà cung cấp viện trợ khẩn cấp sau khi vụ cháy chết rừng ở trong ở trong cái năm ở tại Hawaii vừa rồi và tính đến tháng 10 nhóm năm 10 ngày cô ta đã operate và đã chỉ đạo đã thực hiện 12 nhiệm vụ để cung cấp vật tư cho các nạn nhân bị hỏa hoạn và 275 hộp sữa cho trẻ em 100 à, uh, 75 hộp tả 2.500 ao sữa mẹ và giúp rất là nhiều người cái đội trực thăng này. Và cái lý do cô ta để trở lại trường để làm gì? Để đưa cho những học sinh, nói chuyện với những học sinh ở đây và đưa truyền cảm hứng cho những học sinh ở đây. Và Beryl tốt nghiệp vào Trung học Northwest vào năm 2002. Khi còn đi học, cô ấy bắt đầu theo đuổi những cái bằng phi công, bằng lái tư nhân. Và tới tuổi 18, cô ta đã đăng ký Đại học Jackson trong những năm cuối cấp. Và cái chuyến thăm cũng mang đến cho sinh viên một ví dụ điển hình một sinh viên tốt nghiệp đã trở thành một người rất là có ích cho xã hội và tạo ra sự khác biệt cho cả thế giới. À, cảm ơn chị Duyên. À, kính thưa quý vị, khi mà trước khi đưa vào bản tin này thì Thái Lê Thái có một cái kỷ niệm. Hồi đó là vào cấp 2, em có hồi cấp 2, đầu cấp 2 em có thương thầm trộm nhớ một cái cô gái cái cô ừ. đó là lớp phó ở trong đó, gọi là một cái gọi cán sự cán bộ ở trong gọi là cán bộ dùng đúng từ của, của Việt Nam nha yeah. là ở trong lớp là làm lớp phó học tập rất là đẹp lúc đó thời điểm đó mình thấy cô đẹp thật là đẹp luôn mà mê, mê lắm quá, mê đuối luôn năm lớp sáu năm bảy tôi nói mê gì mà mê, mê chịu không nổi luôn thậm chí là về mà tối còn, còn mơ luôn à, vậy là cái cô gái nào mà đang xem chương trình của Lê Thái này chắc, rất chắc là chắc cảm, động cảm, luôn. Luôn. cảm động lắm luôn đó. thật sự thưa quý vị không biết cái tuổi đó làm sao mình thấy cô đẹp quá nhưng đến khi mà khi mình lớn lên mình trưởng thành rồi mình gặp lại mình hấp lạp Hợp lớp mình gặp lại Thất vọng thì ta nói mình không hiểu lý do tại sao đó mình thường giữ vậy <laughs> có nghĩa là nó hoàn toàn nó thay đổi Đúng so với rồi. những cái suy nghĩ của mình thì cái chuyện mà cái ngoại hình hay là cái vấn đề mà liên quan đến mà cái nhan sắc á, trong cái trong khi mà tình yêu thì người ta đôi lúc người ta lâm vào cái tình yêu rồi hoặc là người ta đã yêu rồi ừ. thì người ta không còn Lấy. không còn phải quan tâm đến vấn đề ngoại hình hay vấn đề về nhan sắc nữa khi yêu là chỉ yêu thôi thấy tính cách này đó đẹp hay thì mình yêu hay lúc đó cô gái đó học giỏi quá học giỏi quá cũng yeah. có thể cái uh -huh. thưa quý vị trên màn ảnh Thì quý vị thấy đây là một cái cặp cái cặp này rất là dễ thương quý vị thấy cô gái không cô gái này chỉ có cao là 2 feet 10 inch còn chàng trai này là cao 5 feet 9 inch năm nay là cái anh này á tên là Brian 36 tuổi đang sống ở California ở Bandel thưa quý vị à, anh Brian này có mẹ và mẹ anh là tuyệt đối phản đối kịch liệt luôn hai người này đến với nhau không cho hai người này gặp nhau cứ như như nhau bởi vì anh nói rằng bà nói rằng là cô này không thể nào mà giúp anh được trong cái khoảng đời còn lại của anh mà có thể là anh cũng phải lâu mong cho cô suốt cả quãng đời của mình đó là cái dư cái danh từ mà bà mẹ này dùng từ là lâu mong cho cái cô này thành ra bà ừ. mẹ này cấm tuyệt đối là hai người quen với nhau thành ra anh này ảnh bực ảnh bực ảnh giận ảnh không nói chuyện với mẹ anh 6 tháng trời hai người này gặp nhau ở trên mạng xã hội thưa quý vị và tự nhiên mà hẹn trong một cái lần hẹn gặp nhau ra ngoài thì bất chợt yêu nhau Thứ oh, nhau hay. anh nói rằng anh cảm giác là cô vô cùng tự tin tại vì cô có cái dáng người cô nhỏ mà anh không ngờ là cô nhỏ đến độ đó luôn, nhỏ xíu <laughs> luôn, hai phút mấy. Mà khi mà nói chuyện cô vô cùng tự tin, cô cảm giác là cô xinh đẹp và cô nói là cô tự tin với cái vẻ ngoài của cô. Ừ. Rồi trong cái cách nói chuyện anh thấy cô vô cùng thông minh và hai người hẹn hò với nhau là đi đến hôn nhân vào năm 2018 Thưa quý vị. Và khi đó hai người chính thức chuyển vào sống với nhau, sống riêng với nhau vào năm 2021 và kết hôn ở Bahamas. Và cũng cô này cô nói là cô chưa hẹn hò bao giờ và anh này là lần đầu tiên cô quen và hai người quen với nhau và cô biết rằng là khi mà quen với nhau rất là nhiều cái điều tiếng ở trong xã hội nhiều người nói rằng là cái cô này không thể nào lo cho được và anh phải là người lo cho ừ. cô bởi vì cô rất là bị bệnh rất là nhiều quý vị mới biết à, cái này hội chứng là một cái hội chứng diatrophic với tỷ lệ là chỉ có một trong một triệu người được chẩn đoán mà thôi mà khi những cái người mà bị cái hội chứng này là hội chứng mà tay chân đều ngắn cả và thoái hóa khớp Uh, nhiều cái bệnh nó liên quan đến những cái người bị cái bị cái chứng bệnh này thành ra là anh không biết lý do tại sao nhưng mà anh cảm giác anh yêu cô như vậy rất là yêu Hi. và hiện nay thì hai người dọn về sống chung với nhau với một cái tình cảm vô cùng chân thật và vô cùng yêu nhau uh, đây là một cái bản tin Lê Thái thấy lần là, làm đôi lúc có uh, trên thế giới này uh, cuộc sống này có rất là nhiều chuyện mà chúng ta phải rất là bất ngờ bởi vì không nghĩ là nó có sẽ thể xảy ra uh, uh. Uh, chính vì nó có thể xảy ra thành ra những cái người có khiếm khuyết về cái hình thể như cô này lại tìm được một cái ý trung nhân tìm được một người chồng mà yêu cô đến như vậy đúng không? Hay hơn. Có này có kia chứ ừ. đâu phải cao là quen cao đâu lùn quen lùn đâu đúng không? Đúng rồi. Giống như nếu như vậy là cả thế giới này ai cũng lùn hết, một, một số người toàn cao ấy, đúng không? <laughs> Nó phải có gọi là có bù qua sức lại đúng không? Giống như, như chị như Huyền. Huyền cân bằng. Giống như chị Huyền cao một mét tám đúng của Trời ơi em đừng có nói. <laughs> em rồi có chọc chị nữa em đừng có chọc chị đâu mà ước mơ làm victoria secret của chị là phải phải ước mơ thôi thưa quý vị ai cũng có ước mơ mà đúng không dạ, đúng rồi à, và kính thưa quý vị bản tin rồi kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần nhiên và lê thái xin quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây